cái năm, tức là trong năm qua đó, năm vừa rồi đó, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam mình là nó khoảng nó là cao nhất trong 10 năm qua luôn. Thì nói chung ai cũng nghĩ là cái năm 2020 này đó thì tốc độ tăng trưởng kinh tế mình nó sẽ rất là tốt, nhưng mà đùng cái thì dịch Covid nó xảy ra. Như vậy mà khi mà dịch nó xảy ra như vậy đó thì chúng ta thấy là cái chính sách của chính phủ đó, đó là hạn chế, tức là giãn cách xã hội đó, thì chính vì vậy cho nên cái sức mua nó giảm. Không, cái người dân người ta ra đường, người ta đi mua sắm đồ này kia, người ta nó cũng hạn chế rất là nhiều. Đó là lý do mà cái tổng cái giá trị về hàng hóa dịch vụ á, không, và thương mại đó là nó giảm rất là đáng kể đó. Chẳng những vậy mà cái nền kinh tế của mình á, tức là những cái mặt hàng mà mình xuất khẩu đi nước ngoài á, nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đó. Nên chúng ta thấy là ở Việt Nam á, thì nói về cái doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng á, mình chia nó thành hai cái dạng. Cái dạng thứ nhất á, là những cái doanh nghiệp mà sử dụng cái yếu tố đầu vào từ nước ngoài, chẳng hạn như mình nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc và Đài Loan rất là nhiều đó. Thì những cái doanh nghiệp mà nhập đó thì hàng loạt các cái nhà máy ở ở Trung Quốc họ đóng cửa trong 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 4 tháng đầu tiên đầu năm. Cho nên là doanh nghiệp mình là không thiếu nguyên vật liệu sản xuất. Đó. Đồng thời á, những cái doanh nghiệp nào mà sản xuất mà xuất khẩu ra nước ngoài đó thì lại không xuất khẩu được. Tại vì chính phủ của các nước là cũng họ cũng giãn cách xã hội. Đó, họ cũng thắt chặt các cái lao động di chuyển và hàng hóa di chuyển, họ kiểm tra rất là gắt gao. Cho nên nó là hàng hóa xuất đi nó cũng khó. Như vậy thì trong cái bối cảnh đó thì những cái doanh nghiệp của mình á thì bắt đầu họ quay lại cái thị trường nội địa. Nhưng mà khi mà quay lại thị trường nội địa như vậy thì trong cái hoàn cảnh là chính phủ lại giãn cách xã hội tiếp. Đó, cho nên là sức mua nó lại giảm. Cho nên là trong 6 tháng đầu năm thì tốc độ tăng trưởng của Việt Nam mình á chỉ được khoảng 1% thôi. Đó, nhưng mà tôi nghĩ là 6 tháng cuối năm có khả năng mình sẽ bị âm, là bởi vì cái đợt dịch thứ hai nó bùng phát nè. Mặc dù chính phủ cũng nhận thức được là không có giãn cách xã hội một cách trên diện rộng, có nghĩa là giãn cách xã hội có trọng tâm trọng điểm, nơi nào có thì mình giãn cách, phải không? Để làm gì? Để mình thực hiện hai mục tiêu kép, đó là vừa phát triển kinh tế mà vừa 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 dập dịch, mình hiểu hôm nay vậy đó. Nhưng mà nói gì nói sức mua nó vẫn rất là giảm, bởi vì tôi cũng có tiếp xúc với nhiều cái lĩnh vực của doanh nghiệp đó, thì tôi thấy chẳng hạn như là những cái ở các trung tâm thương mại thì cái sức mua họ giảm rất là lớn. Rồi những cái mặt hàng như là những cái dịch vụ du lịch ha, đó, lưu trú thì khỏi, cái đó mình khỏi bàn rồi, đúng không? Nó rất là lớn. Nhưng mà mình hình dung vậy nè, khi mà những cái công ty lớn trong cái ngành dịch vụ á, chẳng hạn như tôi nói Sài Gòn Tourist đi, họ bị ảnh hưởng, Đầm Sen họ bị ảnh hưởng, lấy ví dụ như thế đó, thì hàng loạt các doanh nghiệp nhỏ nhỏ và vừa phía sau họ sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì á, một cái doanh nghiệp lớn khi họ hoạt động đó thì họ cần các yếu tố đầu vào từ các doanh nghiệp nhỏ cung cấp những cái dịch vụ hỗ trợ cho họ. Như vậy thì những cái doanh nghiệp lớn mà bị ảnh hưởng thì những cái ông nhỏ nhỏ nó sẽ bị ảnh hưởng theo. Đó, vì vậy cho nên nó là một cái hiệu ứng dây chuyền. Đó. Và cái thứ hai nữa, khi dịch này xảy ra nè thì doanh nghiệp nó gặp cái rủi ro trong kinh doanh và rủi ro tài chính. Thì mình hình dung á, một cái doanh nghiệp mà họ ra làm ăn thì họ phải đầu tư tài sản cố định, đúng không? Đó, và doanh nghiệp càng lớn cái tài sản cố định này nó càng lớn, và họ phải có chi phí, những cái chi phí cố định, nghĩa là họ sản xuất hay không sản xuất gì họ vẫn phải chi cái chi phí đó. Ví dụ như tiền thuê mặt bằng, tiền điện, tiền nước, tiền lương, đúng không? Lương cố định á. Như vậy thì dù cho mình không có doanh thu nhưng mà mình vẫn phải chi. Như vậy dịch Covid xảy ra thì mình bán hàng đâu có được đâu, mà chính vì mình bán hàng không được thì doanh nghiệp họ vẫn phải chi cái chi phí đó, cho nên họ bị lỗ. Mà họ bị lỗ thì họ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, và nhiều doanh nghiệp trụ không được, họ phải phá sản luôn, và cái số này cũng rất là nhiều đó. Cho nên chúng ta thấy là cái dịch Covid xảy ra nó vừa ảnh hưởng từ phía cung và từ phía cầu, nó là một cái cuộc khủng hoảng như vậy. Và một cái rủi ro khác của doanh nghiệp nữa đó, nhất là những doanh nghiệp mà vay vốn ngân hàng đó, thì mình hình dung mình làm ăn mà mình vay ngân hàng mình có tiền, mà mình bán hàng mình có tiền mình mới trả được ngân hàng. Bây giờ dịch cái là hàng quá sản xuất ra bán không được thì tiền đâu trả ngân hàng, nên mình đạp thêm cái rủi ro tài chính nữa. Cho nên là doanh nghiệp gặp hai cái rủi ro, đó là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính nó cùng một lúc khi những cái dịch Covid này nó xảy ra. Như vậy á, thì chúng ta thấy đi, một cái nền kinh tế mà doanh nghiệp làm ăn không được thì họ sẽ sa thải lao động, phải không? Doanh nghiệp làm ăn không được thì tiền đâu nộp thuế, thì ảnh hưởng đến ngân sách đó. Cho nên nó là một cái sự ảnh hưởng rất là lớn đối với nền kinh tế. Đó, nó không chỉ là những cái chuyện bình thường như thế. Như sức mua như anh vừa chia sẻ thì sức mua giảm nhất là do giãn cách xã hội, nhưng mà thứ hai có phải là do cái túi tiền của người tiêu dùng họ cũng không còn nhiều để mua nữa Thật ra thì khi mình nói đến sức mua thì nó có hai cái nguyên nhân. Một á, là người ta cũng không có điều kiện đi mua,
Tại vì khi mà dịch xảy ra đó thì mình hình dung như thế này nè, người lao động họ sẽ có nguy cơ mất việc làm bất cứ lúc nào, hoặc là lương họ thấp, có thể là họ đã mất việc rồi, và cái số mất việc làm rất là nhiều. Thật ra cái số mình không thống kê được nhiều lắm, bởi vì trong cái nền kinh tế của mình á, là cái khu vực không chính thức nó rất là nhiều. Ví dụ như buôn bán nhỏ lẻ, hàng rong đâu có đăng ký đâu, thì cái dịch xảy ra cái là những cái hoạt động này họ dừng hết đó. Còn cái số mà mình thống kê được nó chẳng qua là ở khu vực chính thức thôi, cho nên là cái lượng lao động á, mà mất việc làm á, tôi nghĩ đợt hai này nó cũng không khá hơn gì mấy đâu. Bởi vì thật ra là cũng may mắn á, cái nền kinh tế Việt Nam nó có cái đặc thù, chẳng hạn như là những cái doanh nghiệp ở trong nước của mình á, là những doanh nghiệp mà làm trong những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế, chẳng hạn như là chế biến lương thực thực phẩm và nguồn nguyên liệu mình cũng có trong nước luôn. Thì mặc dù dịch nó xảy ra nhưng mà ăn uống phải không, vấn đề về sức khỏe người ta vẫn có nhu cầu, thì phần lớn các cái doanh nghiệp của mình á trong cái lĩnh vực này cũng khá nhiều, vì vậy cho nên họ không bị ảnh hưởng nhiều lắm đó. Những cái doanh nghiệp mà có cái thị trường tiêu dùng trong nước họ cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, cho nên những doanh nghiệp này họ vẫn còn hoạt động được. Mà khi họ hoạt động được á thì cái người dân á cũng có công ăn việc làm, mà khi có công ăn việc làm thì sức mua trong những cái lĩnh vực này nó cũng vẫn sẽ tốt. Cho nên mặc dù cái sức mua nó có ảnh hưởng, nhưng mà đối với một số ngành mà Việt Nam may mắn á, là những cái ngành mà mình có lợi thế đó, thì những ngành này á, thì dịch nó không có ảnh hưởng nhiều đó. Đó thì khi mà doanh nghiệp mà phá sản ha, bây giờ mình hiểu một cái đêm nay như thế này, giờ khi cái nền kinh tế mà đánh giá nó bằng cái gì, cái GDP đúng không đó. Cái GDP á, thì nó thể hiện là thứ nhất đó là chi tiêu của người tiêu dùng, chi tiêu người tiêu dùng giảm là cái chắc rồi đó. Bởi vì sao phải không? Bởi vì doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp họ đóng cửa thì người lao động mất việc thì không có thu nhập, không có thu nhập thì chi tiêu nó sẽ giảm. Đó là một thành phần trong cái GDP, là chi tiêu nó giảm, đúng không? Thứ hai á, là xuất khẩu giảm. Xuất khẩu mình chắc chắn là sẽ giảm, bởi vì thực sự các nước mình giờ mình xuất nó rất là khó, đúng không? Chuỗi cung ứng bây giờ nó đảo lộn hết trơn đó. Rồi á, là chi tiêu chính phủ á, mặc dù chính phủ mình nói là cố gắng tăng chi tiêu công, nhưng mà cái vấn đề đặt ra đây, cái ngân sách của chính phủ đang gặp vấn đề. Bởi vì thực sự á, doanh nghiệp làm ăn không có lợi nhuận đó, và chính phủ đang tung ra các cái gói kích thích như vậy đó, thì đang dùng cái ngân sách đâu mà để mà làm. Như vậy thì cái gói đầu tư công của mình á, nó sẽ, mặc dù chính phủ nói là đẩy mạnh cái đầu tư công, nhưng mà thực chất cái nguồn tiền cho đó là không có nhiều. Vì vậy cho nên nó là tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm chắc chắn nó sẽ giảm. Mà tôi nghĩ là chắc có khả năng là âm á, bởi vì đầu năm mới tăng được 1%, mà 6 tháng cuối năm mà tôi thấy tình hình này nó cũng chưa được cải thiện lắm. Cho nên là nếu mà còn tiếp tục như vậy thì cái nền kinh tế mình nó gặp rất là nhiều khó khăn, mà chẳng những là năm nay mà nó còn là những cái năm tiếp theo nữa. Vâng. Vậy thì theo ông thì nên có những cái chính sách hoặc là những cái công cụ hỗ trợ nào để có thể tránh cho nền kinh tế tổn thất nhất ở mức tốt nhất để trong khi mà chúng ta đang thực hiện một cái mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa đáp ứng kinh tế. Thật ra theo tôi đó, trong cái bối cảnh dịch như thế này đó thì chúng ta phải hướng đến hai cái mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Nghĩa là giờ họ đang khó khăn, đúng không? Chúng ta phải hỗ trợ sao để cho họ vượt qua được cái khó khăn này. Và cái mục tiêu thứ hai á, đó là chúng ta phải đầu tư cho tương lai, nghĩa là tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuyển đổi phát triển trong tương lai. Thì tôi nói về mục tiêu thứ nhất trước. Nghe là với cái mục tiêu mà hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó đó, thì như tôi nói bạn nãy đó, trong cái bối cảnh mà dịch Covid xảy ra, doanh nghiệp khó cái gì? Thứ nhất đó là họ đang khó khăn trong việc mà chi phí những cái chi phí cố định. Đó, chẳng hạn như tiền thuê mặt bằng, các loại thuế cố định, phải không? Tiền lương nhân viên. Có những doanh nghiệp họ không sa thải lao động, họ vẫn giữ để họ chờ qua dịch để họ làm tiếp đó. Nhưng mà họ giữ thì họ vẫn phải trả một cái mức lương tối thiểu. Như vậy thì chính phủ á phải hỗ trợ doanh nghiệp những cái khoản đó, ví dụ như là những cái khoản thuế cố định như thuế đất đồ này kia đó, mình nên miễn đi. Chính phủ cứ nói giảm thì nó cũng vậy thôi, miễn ý tôi nói như thế, mình miễn luôn, chứ còn giảm thì lần sau mình thu lại thì doanh nghiệp họ cũng cảm thấy áp lực lắm, mình miễn luôn ha. Còn những cái vấn đề mà những cái doanh nghiệp nào mà họ sa thải lao động thì mình hỗ trợ cho người lao động. Còn những doanh nghiệp nào mà họ giữ lao động nhưng mà họ không có tiền họ trả thì mình sẽ đảm bảo là người lao động bù cho doanh nghiệp đó, trả cho mức lương cho người lao động mà đúng bằng cái mức mà tiền lương tối thiểu. Tôi lấy ví dụ như thế ha. Đó, và những cái vấn đề như là bảo hiểm đồ này kia đó thì như là cái gói, nhưng mà vừa qua đó thì cái gói mình nó cũng làm giống vậy, nhưng mà nhìn lại thì đâu có đồng bạc nào đưa cho doanh nghiệp đâu. Chẳng qua là mình nói là cái gói đó bao nhiêu tiền, nhưng thực tế là mình giãn thuế, nghĩa là mình đâu đưa tiền doanh nghiệp, đúng không? Rồi nhiều cái mình không đưa đó, mặc dù mình tính ra cục bự vậy đó, nhưng mà thực tế là mình chỉ nói là cho doanh nghiệp, miễn cho doanh nghiệp hay là gì đó thôi. Nhưng mà thực tế thì bây giờ doanh nghiệp cần những cái hỗ trợ rất cụ thể, giống như Mỹ vậy đó, cầm tiền đưa luôn hẳn cho người ta để người ta vượt qua cái khó khăn,
ông mình hiểu hôm nay như thế đó. Còn vấn đề về lãi suất á, thì thật ra trong thời gian qua thì mình nói là chính phủ khuyến khích các cái ngân hàng á, họ giãn lãi, giãn chứ không phải là miễn, có nghĩa là cái đầu quỹ đó nó còn nguy hiểm hơn. Bây giờ mình không trả là mai mốt mình trả tức là lãi nhập gốc nó còn trả dữ hơn nữa. Cho nên ý tôi nói là chúng ta hỗ trợ thực chất một chút, có nghĩa là hỗ trợ doanh nghiệp nó vượt khó thật. Và điều quan trọng nhất là cái quy trình thủ tục nó phải đơn giản. Có nghĩa là mình nói là hỗ trợ cho người lao động như thế, nhưng mà tôi hỏi lại các doanh nghiệp, cái quy trình nó quá phức tạp, làm sao để chứng minh được là bị ảnh hưởng như thế nào đó, thì hỗ trợ nó rất là khó. Cho nên là cái gói hỗ trợ của mình á, mình cái thủ tục nó phải đơn giản và chúng ta phải hỗ trợ nó thực chất để cho doanh nghiệp thật sự là họ có cái động lực để mà họ vượt qua được nha. Thì cái hỗ trợ đầu tiên đó là hỗ trợ vượt khó. Rồi cái thứ hai á, đó là chúng ta tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trong tương lai, cái này mới là cái căn cơ đó. Thì liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp á, tôi cũng nói bây giờ nếu mà chúng ta có dùng một cái gói nào đó, ví dụ như thành phố nói là dùng một cái gói để hỗ trợ cho tất cả các doanh nghiệp, đúng không? À, nếu mà hỗ trợ cho doanh nghiệp như vậy thì chẳng khác nào muối bỏ biển à. Vì ngân sách nó cũng có chút xíu à. Mỗi ông chia ra vài đồng thì nó có ăn khu gì đâu. Cho nên là tôi nghĩ á, cái hỗ trợ mà nó thực chất một chút xíu á, nó là như thế này nè. Mình tính đến cái chuyện dài hạn hơn một chút. Chẳng hạn bây giờ doanh nghiệp gặp khó cái gì? Thứ nhất, hàng không xuất khẩu được. Nguyên vụ phụ liệu thì phụ thuộc vào thị trường nước ngoài. Trong khi đó dịch á, thì nó sẽ bị gián đoạn những cái chuỗi cung ứng đó. Như vậy thì á, chúng ta nên khuyến khích một số cái ngành nghề ở Việt Nam mình có lợi thế đó, chẳng hạn như ngành lương thực thực phẩm nè. Rất nhiều doanh nghiệp lương thực thực phẩm sản xuất ra mà xài nguyên vật liệu rồi nước ngoài, mà trong khi đó nguyên liệu mình có, thị trường trong nước mình cũng có. Bây giờ mình cơ cấu lại cái chuỗi cung ứng đó, có nghĩa là chúng ta sẽ cơ cấu lại cái chuỗi cung ứng là nguyên liệu trong nước sản xuất ra do doanh nghiệp trong nước làm và tiêu thụ ở thị trường trong nước. Và nếu chúng ta cơ cấu lại cái này thì chúng ta tạo việc làm cho hàng loạt mấy người khác nữa, mấy doanh nghiệp khác ở trong nước của mình. Thì những cái hội ngành nghề hoặc là chính phủ á, ngân sách mình nó gót vô để hỗ trợ cho những cái chương trình đó. Và thời gian qua thì tôi thấy á, mấy tháng qua là tôi thấy các hội đang gục gịch làm chuyện đó rất là tốt. Bình thường á, là họ mua nguyên liệu nước ngoài, bình thường họ bán thị trường nước ngoài. Bây giờ á, là họ tự nhiên họ phát triển cái nguồn cung ứng trong nước, họ phát triển cái thị trường trong nước và họ làm ăn cũng rất là tốt. Như vậy thì họ cũng đã vượt qua được cái khó khăn đó. Và những cái việc như thế là chúng ta cần phải có cái chính sách để hỗ trợ, chính sách hỗ trợ cho những cái chương trình như vậy. Thì như vậy á, có nghĩa là chúng ta đang hỗ trợ cho những cái chương trình mà người Việt họ sẽ liên kết với nhau để họ làm và họ tiêu thụ ở thị trường trong nước. Đó, trước mắt là mình nên hỗ trợ cho những chương trình đó. Hay là cái hội cơ khí điện của thành phố, họ có cái chương trình là sản xuất máy mang cái mách bay Việt Nam đó. Đó, thì bây giờ thật ra toàn bộ mấy cái máy nhà mình á, trước giờ nhập khẩu không à. À, chỉ một số cái máy như là máy chế biến gỗ, máy hàn hay là một vài cái máy đó là doanh nghiệp cơ khí mình có làm được thôi. Nhưng mà tôi khảo sát lại đó, thì doanh nghiệp mình là hình như là từng cái chi tiết nhỏ để làm ra một cái máy là mình làm được hết trơn á. Như vậy thì bắt đầu hội cơ khí điện họ mới nhận ra một vấn đề là chỗ đó giờ không có người đứng ra làm. Và cũng là do cái chính sách thuế của mình á. Ví dụ mà đó giờ là thuế mà máy mà nhập nguyên chiếc á là mình đánh thuế. mình miễn thuế. Nhưng mà khi mình nhập linh kiện á thì mình lại đánh thuế. Mà cái người sản xuất máy á, thì khi người ta muốn làm ra một cái máy thì người ta phải nhập linh kiện chứ. Thì bây giờ á, mình phải xem xét lại cái chuyện đó. Ví dụ như là linh kiện mình có thể giảm ha. Giảm nhưng mà máy á, thì mình có thể đánh thuế. Như vậy thì mình khuyến khích được doanh nghiệp trong nước. Bởi vì trong suốt mười mấy 20 năm qua là chính sách mình kiểu là nhập máy thì miễn thuế, nhưng mà nhập linh kiện lại đánh thuế. Vì vậy cho nên là không có khuyến khích doanh nghiệp làm. Cho nên rất ít doanh nghiệp muốn làm, vì họ làm không có lợi thế. Đó, như vậy giờ mình thay đổi chính sách để mình khuyến khích sao cho người ta làm ở trong nước. Và như vậy thì một cái ông mà tổ chức làm máy trong nước, ông sẽ tạo điều kiện cho những cái ông mà làm vệ tinh nhỏ rất là nhiều. Và như vậy thì tự mình tạo cái công ăn việc làm cho mình, tự mình tạo ra thị trường cho mình và tự mình tạo ra cái đầu vào cho mình. Đó, như vậy thì chúng ta phải nên cái ngân sách của mình á nên đổ vào những cái chương trình như vậy, khuyến khích doanh nghiệp nên làm những cái chuyện như thế. Và hiện nay á, mà mình phải hiểu là doanh nghiệp họ cũng đang làm mà. Họ thấy là cần thay đổi rồi thì họ đã thay đổi. Bây giờ ngân sách của mình á, phải chú trọng những cái chuyện đó, gót xuống để cho họ làm cho nó tốt. Chứ còn mà tôi thấy cứ hỗ trợ một chút, nó không ăn thua đâu. Nó không có nhiều tác động đâu. Nghĩa là cái gói thứ hai á, là thứ nhất nè, là mình phải
đừng có muối bỏ biển, ý nói vậy đó. Bây giờ cái gói thứ hai này thật sự tiền nó cũng không có nhiều, nếu mà nói mà chia ra trên cái số doanh nghiệp gặp khó khăn á thì nó cũng không nhiều. Thứ hai á, là mọi người đang hiểu lầm một cái vấn đề là cứ thấy là doanh nghiệp nhỏ vừa khó khăn là hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ vừa. Cái suy nghĩ của tôi thì nó ngược lại, bởi vì thật sự á, doanh nghiệp nhỏ vừa họ chủ yếu là họ hoạt động cung ứng phụ trợ, họ là những cái dịch vụ hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp lớn thôi. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải gót vào những cái doanh nghiệp lớn để vực dậy nó. Mà khi doanh nghiệp lớn mà vực dậy nó hoạt động được đó thì nó sẽ tạo công ăn việc làm cho doanh nghiệp nhỏ, và lúc đó doanh nghiệp nhỏ tự động mình tự động nó sống dậy. À, tôi lấy ví dụ nè, ha, ví dụ như là một cái công ty sản xuất lương thực thực phẩm, hay là một cái công ty về du lịch, hay là cái gì gì đó, nó gặp khó khăn, thì nó gặp khó khăn thì rất là nhiều ông gặp khó khăn theo, đúng không? Phía sau đó, như vậy thì giờ chúng ta làm sao để hỗ trợ cho những cái nhóm cái đối tượng mà doanh nghiệp nó có khả năng mà nó lôi kéo những cái doanh nghiệp nhỏ đó để cho nó sống dậy, thì tự nhiên cái mấy anh kia nó sống dậy. Chứ còn mấy ông nhỏ ông đã chết rồi thì bạn cho tiền ông cũng chết, ông đâu có việc là việc gì đâu đó ông làm. Nhưng mà cái ông lớn mà ông sống á, là ông có công ăn việc làm cho ông nhỏ nó. Thì cho nên là những cái chương trình á, nên có trọng tâm trọng điểm như vậy. Chứ còn á, là hỗ trợ mà cho những cái doanh nghiệp mà thực sự thị trường nó không có thì chúng ta hỗ trợ họ cũng không sống vậy được. Cái điều quan trọng nhất là bây giờ phải khơi thông thị trường ở trong nước. Như vậy thì bản thân doanh nghiệp họ cũng biết là có trong dịch Covid nó có những ngành làm ăn được, có những ngành không làm ăn được. Ví dụ quần áo rồi này kia không ai mua hết trơn. Bởi vì đâu đi đâu chơi đâu người ta mua, những ngành thời trang nó gặp khó khăn ha. Nhưng mà lương thực thực phẩm đồ này kia, hay là những cái ngành về thuốc men, rồi những cái gì mà nó liên quan đến sức khỏe bảo vệ đó, thì doanh nghiệp mình nó linh hoạt họ chuyển đổi sang những cái lĩnh vực đó. Đúng không? Lĩnh vực đó. Còn bây giờ về thương mại bây giờ người ta không đến, người ta mua nhiều như trước. Như vậy thì bây giờ mà mấy trung tâm thương mại họ phải chuyển đổi số, họ kết hợp bán online, offline. Ví dụ như thế. Thì những cái chương trình như thế mình nên khuyến khích họ và mình nên hỗ trợ cái ngân sách để cho họ làm. Bởi vì làm cái đó ít nhiều gì nó cũng tốn chi phí. Đó, thì những cái gói ngân sách mình nên dùng cái đòn bẩy để mình bẩy họ lên. Chứ còn cái chuyện mà cứ nói miễn thuế, thật ra những cái chuyện đó thì miễn cái này giảm cái kia thì thực tế thì họ có nộp đâu mà miễn. Làm ăn có hiệu quả đâu mà miễn, đúng không? Nói cho nên mình phải suy nghĩ cho nó. Bây giờ là họ làm ăn không được, họ sa thải lao động hết rồi, miễn bảo hiểm thì nó cũng vậy thôi, có gì đâu. Còn những cái ông mà họ không gặp khó khăn, họ vẫn thuê mướn lao động, họ vẫn trả lương bình thường, doanh nghiệp họ làm ăn tốt thì chứ cho họ đóng đi miễn chi đó, mình hình dung không? Vậy tôi nói là thí dụ như là nó làm kéo dài thời gian nộp bảo hiểm hay miễn bảo hiểm gì đó, thì thật sự có những doanh nghiệp họ không bị ảnh hưởng, họ vẫn lợi nhuận tốt luôn, lợi nhuận họ rất tốt, thì cứ cho họ nộp, mất mới gì miễn, đúng không? À, còn những cái ông mà đã là không có thị trường rồi đó, thì họ đã sa thải lao động rồi, bây giờ anh miễn cho họ nữa thì họ cũng đâu có đốc đâu mà miễn. Cho nên mình phải suy nghĩ một vấn đề cho nó rộng hơn một chút.